Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin giới thiệu đến anh em cái súng vít hơi mà nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Súng vít hơi nhà mình là súng Đài Loan anh em nhé, và lực xiết rất chi là mạnh anh em ạ. Vâng, hôm nay tôi sẽ test súng cho các anh em xem anh em nhé. Vâng, tôi sẽ kết nối dây hơi vào. Khi mà các anh em mua súng thì các anh em chưa có cái khẩu đầu 8 dài hoặc là đầu 10 dài này đâu anh em nhé. Cái này anh em phải mua thêm cái đầu này anh em ạ. Khi anh em mua súng thì sẽ chưa bao gồm cái khẩu 8 dài hoặc khẩu 10 dài. Đây là khẩu 8 dài anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ thực hiện bắn ốc nồi côn sau bắn ốc lốc nồi của xe ga anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ bắn. Đây là có cái công tắc quay ra quay vào này anh em ạ. Anh em thấy rất chi là khỏe, rất chi là nhanh đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ bắn vào anh em nhé. Đấy. Ok nha. Như vậy là đây là sẽ có ba số anh em nhé. Số 1, 2, 3, số 1 mạnh nhất, số 2 thì mạnh bình thường anh em nhé. Số 3 thì yếu nhất ạ. Đấy, số 3 yếu thế này thôi. Và số 1 là mạnh nhất. Và đây là để quay ra, vào ra. Để vào chạy ra đây anh em nhá. Đây ạ, súng của hàng Đài Loan rất là chắc chắn, rất là to mà nặng anh em nhá. Anh em cần cái vít hơi này thì các bạn có số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp anh em nhá. Hàng nhà mình thì cứ ship hàng về đến tận nhà. Anh em kiểm tra hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền, anh em cứ bật số 3, số 1 là mạnh nhất anh em nhá. Anh em thử hàng rồi mới thanh toán tiền. Và cái sản phẩm này được, cái súng này được bảo hành 1 năm anh em nhá. Khi cung cấp cho anh em là thêm một cái mũi vít anh em ạ. Thêm một cái vít và cái này là cái móc treo anh em nhá. Còn mình xin nhắc lại đến cho anh em một lần nữa là cái khẩu 8 này là nó sẽ chưa có trong cái bộ súng vít hơi anh em nhá. Và cái khẩu này nhà mình có hai loại, dài 8 và 10, khẩu 8 và khẩu 10. Thì cái này thì anh em phải mua thêm anh em nhá. Nên là nếu như anh em mà không có mua thêm cái này thì sau khi mà nhận hàng là không có cái khẩu này đâu anh em nhá. Anh em chú ý. Đây mình sẽ quay cận cảnh thêm rõ ràng cho anh em xem cái súng một lần nữa. Rất to và đẹp, chắc chắn, bảo hành 1 năm. Lực xiết rất chi là mạnh anh em nhá. Lực xiết rất chi là mạnh. Đầy đủ hết anh em. Cái này lắp sẵn cho anh em luôn rồi. Với anh em nhắm cắm dây hơi vào đây là anh em sử dụng thôi anh em nhá. Anh em thấy là lực xiết của nó rất chi là mạnh đúng không anh em? Anh em thấy là tôi bấm mà cái điện thoại của tôi rung luôn anh em ạ. Anh em thấy là cái điện thoại rung luôn này. Đấy, em thấy chưa? Đấy, ok nha. Đấy thì anh em cần cái súng vít hơi này thì gọi vào số điện thoại thôi, mình sẽ cung cấp cho anh em nhá. Hàng về đến tận nhà rồi mới thanh toán tiền anh em yên tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.